xin kính chào quý cô chú anh chị mình đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Do hiện tại là em đang có mặt tại Chợ Lách Bến Tre gần với cầu Cái Mương nhỏ nha cô chú. Review cùng với cô chú anh chị mình vườn ớt trái cây duy nhất ở Chợ Lách Bến Tre, vườn của cô Trang ạ. Hiện tại là đây là năm đầu tiên của cô trồng ớt trái cây ạ. Và ớt trái cây thì nó rất là một cái loại ớt sần ngọt, mình có thể chấm muối ớt ăn được có mấy cô chú anh chị. Ớt thì không có gai, không có hăng, có vị rất là giòn ngọt và mọng nước nữa, mình ăn trực tiếp như là ăn một cái loại trái cây á mấy cô chú. Em thấy là ở chỗ của cô á là hiện tại đang có tới khoảng 2-3 loại cô chú, cái loại ớt sần dài trái to như thế này đấy ạ. Có loại sô cô la với lại cái màu vàng, có loại ớt tròn như trái bí này nè cô chú anh chị. Dạ, với có cái loại nó hơi ngắn ngắn hơn xíu nữa, nhưng mà nó cũng là loại ớt sần nhưng mà nó hơi ngắn hơn xíu. Dạ, em nghe nói loại này ăn đẹp da lắm đó với cô chú, có nhiều vitamin C luôn ấy ạ. Dạ, cô chú anh chị mình có thể đến trực tiếp vườn hoặc là liên hệ với số điện thoại của cô, có sỉ lẻ mình mua về trưng Tết hoặc bán Tết thì cũng rất là ok. Cái loại này cũng hơi lạ lạ mắt ha cô chú chị ha. Dạ, mình ăn thì rất tốt cho sức khỏe vì nó có chứa hàm lượng vitamin C. Dạ, loại này thì em thấy nó rất là dễ thương ha. Em có ghé mua thử 2-3 chậu về trưng Tết cũng như là ăn thử ha. Em sẽ để số điện thoại của cô ở phần mô tả với phần tiêu đề, cô chú anh chị mình liên hệ trực tiếp với cô ha. Thank you.
ngoài ra thì chỗ của cô cũng có một số loại ớt giống như trái cà chua gì đó với cô chú chị. Cái loại này thì cô nói là 20.000 một chậu ha. Đó, cô chú anh chị mình muốn mua sỉ lẻ có số lượng thì sẽ có giá ưu đãi à. Mình cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của cô giúp em ha. Hôm nay em đến mua về chân nhưng mà em cũng quay clip lại chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Ớt rất là sai trái, dễ thương lắm cô chú anh chị ha. Dạ cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem hết clip review chia sẻ hôm nay ạ. Chúc cô chú anh chị mình có một năm mới vạn sự như ý, xem clip vui và ủng hộ kênh Cuộc Sống Hạnh.